hai cái bàn có kích thước gần tương đương với nhau này. Thậm chí nhá, cái mặt bàn này nó còn rộng hơn cái bàn này nhá. Có nghĩa là cái diện tích sử dụng của cái bàn này còn lớn hơn, trong khi nó nhẹ hơn và nó gọn hơn rất nhiều. Tiêu chí hàng đầu của một cái bàn camping đó là khả năng gấp gọn và trọng lượng nó phải là rất là nhẹ, càng nhẹ càng tốt, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái độ chắc chắn. Đây là một cái bàn gấp gọn của Natural 2. Nó chỉ có 40 x 10 cm này, 40 này. Hai găng tay. Và chỗ này là chỉ có 10 cm khi mà gấp gọn nhé. Và trọng lượng khi mà gấp gọn nó chỉ có 760 gram thôi. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Cũng một cái bàn camping này. Các bạn thấy không? Cũng gấp gọn đúng không? Nhưng mà nó to này cơ mà. Nó chiếm rất là nhiều diện tích. Và nó để trong một cái túi này. Mặc dù cái kích thước gấp gọn nó nhỏ như vậy, nó chỉ có 40 cm x 10 cm thôi, nhưng mà khi bung ra ấy, thì nó cũng khá là lớn nhá, 60 x 40 cm và có chiều cao đến 40 cm. Với kích thước mở rộng lớn như vậy, 40 x 60 cm, thì mình khẳng định đây là một trong những cái bàn nhẹ nhất mà mình từng biết. Ok, đương nhiên là sẽ có những cái bàn nhẹ hơn nhưng mà giá thành nó rất là cao. Nó đựng trong một cái túi này nhá. Bản thân cái túi này cũng làm từ cái vải chống mòn rách rất là cao nhá. Để mình mở ra cho các bạn xem. Rồi. Đây, sở dĩ mà nó nhẹ như vậy thì cái khung của nó ấy, được làm bằng nhôm nhé. Nhôm là một trong những vật liệu mà khá cứng cáp và bền chắc. Ngoài ra thì vật liệu nhôm nó rất là nhẹ và chống mài mòn, chống rỉ. Đây là cái khung này. Còn đây là cái mặt bàn được làm bằng vải nhé. Cái vải này là một cái vải chống mòn rách rất tốt. Các bạn thấy có gọn không? Nó cực kỳ thông minh. Lắp ráp cái bàn này rất đơn giản. Các bạn chỉ cần bung ra thôi là nó tự lắp được. Thực ra nó rất thông minh. Này, các bạn chẳng cần phải nhớ là phải lắp cái gì vào cái gì, bởi vì nó đã có những cái dây dẫn này rồi. Các bạn cứ bung hết ra và các bạn nhét vào được. Đó. Đấy, thông minh không? Đấy, cũng vậy này. Đấy, cũng vậy này. Đều có dây nhá. Mình thấy là việc tháo lắp cực kỳ đơn giản. Chắc chỉ mấy phút thôi. Sau đó là các bạn gài này vào thôi là xong. Đơn giản không? Vậy là mình đã có một cái bàn này. Chiều cao 40 cm là phù hợp với hầu hết các cái ghế gấp gọn ấy. Và mình thấy nó có một cái điểm rất là tinh tế và rất là hướng đến người sử dụng ấy. Là ở giữa cái bàn này này, nó sẽ cho mình những cái chỗ mà mình để cốc, để tránh cái nước nó đổ ra bàn. Có thể là mới đầu ấy, hoặc là các bạn ít đi cắm trại, các bạn có thể dùng những cái thảm trải ra để các bạn ngồi cắm trại cũng được. Khi mà các bạn đã nghiện cắm trại rồi ấy, hoặc là cắm trại với tần suất nhiều ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên có những cái bộ bàn ghế gấp gọn nhé. Ngồi bàn ghế bao giờ nó cũng sướng hơn là điều chắc chắn. Đương nhiên là mình sẽ phải đầu tư nhiều hơn thôi. Nó sẽ làm cho cái trải nghiệm cắm trại của mình nó vui hơn, thoải mái hơn. Đi cắm trại là để thoải mái mà, để chiêu chiêu mà. Ngồi ăn uống ở thảm ấy, nhiều khi là nó mấp mô. Giải thức ăn ở dưới các bạn phải cúi xuống, các bạn gắp đồ lên. Nó rất là nhanh mỏi lưng và ngồi lâu các bạn sẽ rất khó chịu. Trên thị trường nó cũng có rất là nhiều những cái bộ bàn ghế cắm trại mà không có thương hiệu ấy. Vẫn có thể dùng được các bạn ạ. Thực ra thì tiền nào của đấy thôi. Các bạn đầu tư lớn hơn một chút thì sẽ có trải nghiệm tốt hơn. Thì với những người mà thích sự nhỏ gọn, nhẹ nhàng thì đây là một cái bàn rất hay. Nếu mà các bạn đi ô tô thì mình không nói, nhưng mà cái bàn này này, các bạn hoàn toàn có thể là đi xe máy, kể cả các bạn đi xe đạp nhé. So với những cái bàn bằng kim loại, nhôm, sắt hay là gỗ thì cái bàn này nhẹ hơn rất nhiều. Đương nhiên nó sẽ có những cái điểm yếu hơn, đó là nó sẽ không chịu được tải trọng lớn nhé. Với cái bàn này, tải trọng tối đa của nó chỉ là 20 kg thôi, nhưng mình nghĩ là nếu mà để đồ ăn các bạn không nhảy lên đây, không tì mạnh lên đây thì đâu cần phải chịu lực lớn đâu, đúng không? 20 kg là quá đủ dùng rồi. So với những cái bàn khác thì chắc chắn là nó sẽ không vững vàng bằng. Và khi để đồ ăn lên đây này, nó vẫn là cái vải, nó sẽ hơi bồng bềnh một tí. Thì các bạn lưu ý nhé, để tránh rớt cái đồ ăn ra đây. Đấy là điểm yếu thứ nhất. Điểm yếu thứ hai là khi mà các bạn dây nước hoặc là đồ ăn nó bám bẩn ra thì cái việc vệ sinh nó sẽ khó hơn so với những cái mặt bàn bằng gỗ hoặc bằng kim loại nhé. Tuy nhiên cái việc vệ sinh của cái bàn này cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với những cái vải thông thường. Đồ của Natural 2 thì các bạn yên tâm đi. Natural 2 thì là một cái thương hiệu mà sản xuất những cái đồ camping phải nói là hàng đầu trên thế giới đấy. Mà giá thành rất là cạnh tranh. Mở ra thì nó dễ rồi nhá. Còn lắp vào nó còn dễ hơn các bạn ạ. Tất cả những cái này các bạn chỉ cần giật ra xong cuộn vào là xong. Các cái thanh này nó gấp với nhau này. Các bạn cứ rút ra này. Rút ra này. Khung này cũng vậy này, rút, các bạn cứ rút ra, không cần phải suy nghĩ nhiều.
không sợ rối dây, không sợ nhầm. Các bạn cứ rút ra xong các bạn gấp vào như này này. Đó, đơn giản không? Rồi. Sau đó cuộn này vào trong là nó gọn. Và cuối cùng là cho vào túi. Dễ như ăn kẹo các bạn ạ. Dễ chưa? Cực kỳ đơn giản nhé. Link của sản phẩm mình có để ở phần mô tả của video, các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.